đời chân đi mở mang nam ai đức đệ tam dòng gió kinh trình xuất gia hồi hoài đường tân thiên vương cô đệ nhất đất mà xưa là đất sầm oanh xuất gia hồi thơm ngát một nhà bông huệ lan cô thơm ngát một nhà vương cô đệ nhị ngự tòa ngôi kiêu xuất gia hồi suốt ta mờ nhà khá trong xa kể suốt nga ta mờ thần thoại cô bé có lá cờ ra hồi lập trình hướng đông đền thờ lập trình hướng đông thành cầu cửa suốt dân dòng tốt tươi ra hồi tam vị số mường dân văn tam vị số mường thỉnh chúa đệ nhất trên tây thiên ngự về nước Việt Nam
Ni Diêu Quang Minh xứng đàn nguyên A Tích Tăng Cung Giang Kim Phùng Hòa Thân Cần Thánh Chúa Tiên Cung. Chúa bà tôi lên
sinh trường sinh có lớp tẩy.